Chào các bạn, mình là Phoenix Hunter. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, Nick Fragrance Review. Và hôm nay sẽ là một cái video vô cùng đặc biệt mà mình đã ấp ủ từ rất lâu. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn nhà nước hoa mà mình yêu thích nhất cho đến thời điểm hiện tại. Đó chính là nhà nước hoa Rocha Perfume đến từ Anh Quốc. Và sau đó mình sẽ xếp hạng luôn những chai nước hoa Rocha Perfume nào mà mình thích nhất. Các bạn hãy cùng theo dõi video cùng với mình nha. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn bộ sưu tập Rocha của mình. Đây các bạn có thể nhìn toàn cảnh. Đây là tất cả những chai Rocha mình sưu tập trong vòng khoảng hơn 1 năm qua. Rồi đầu tiên mình giới thiệu đây là 4 chai trong bộ Parfum Pour Homme, là chai bộ dành cho nam. Nó sẽ có đặc điểm là có nắp màu đen như thế này. Thì mình có 4 chai là chai Fetish, chai Christian E là chai Enigma, tên Christian E là tên dùng cho thị trường Mỹ, chai phía sau là chai Elysium và chai Reckless. Thì chai Elysium này cơ bản nó có cái nhãn màu vàng và chữ màu vàng như vậy là do trong quá trình vận chuyển thì cái rui nó bị leak ra bên ngoài, thì cái nhãn hơi tèm nhem một tí xíu, thì mình cạo hết cái lớp chữ đen của nó ra, thành ra cái nhãn của nó màu vàng, nó rất là đặc biệt. Các bạn thấy không? Các bạn thấy coi cái chữ màu đen với lại chữ màu vàng thì các bạn thấy cái nào màu nào đẹp hơn. Rồi bên trong này là set 3 chai trong bộ út của nhà Rocha. Đây cái set nó rất là đẹp. Cái set này là có 102 ở Việt Nam. Ở Việt Nam mình chưa thấy có bộ này. Đó cái hộp nó rất là đẹp phải không các bạn. Đó đóng lại là nó sẽ như thế này. Đóng lại đây. Còn mở ra này. Đó, các bạn thấy đẹp không? Như một cái cánh cửa tủ mà nó rất là to. Bộ để 3 chai. Đây là có chai út, đây là chai Amber út, và ở đây là có chai Musk út. 3 chai này thì mình cũng đã giới thiệu trong cái video giới thiệu về bộ 3 chai út rồi. Bạn có thể đón xem nha. Rồi còn ở đây là chai Sweetie út ở trong bộ Tutti Frutti. Đây là chai Tiamo trong bộ Tình Yêu của Rocha Perfume. Đây là chai Diagilet trong bộ chai hay nhất trong bộ Imperial. Đó, chai này thì mình bị bể, mình có giới thiệu đến các bạn này nè. Chai này mấy bữa mình để chụp hình sáng xa sáng sáng nó bị bể đó nè. Bị nứt ra mình phải chiết cho đến cái mức bể của nó thì nó mới không bị leak cái vui ra ngoài nha. Rồi ở đây là chai X Black Tear. Đó, chai này là chai mình rất là quý vì nó khá là hiếm ở Việt Nam này. Chai này là chỉ bán tại Harrods, là một cái trung tâm thương mại tại Anh thôi nha. Đó thì mình hay nói đùa là cái chai H Black Tear này thì ông Rocha ông làm dành riêng cho mình, tại hát là chữ Huy á. Đó. Còn ở trong đây là chai Neroli Estray. Cái chai này là cực kỳ hiếm bởi vì cái này bản cũ, bản từ thời mà ông Rocha còn chưa có thích đá nữa, chưa có màu mè nữa đó, cái nắp bằng nhựa nè các bạn thấy không? Rồi, bên đây là chai trong bộ Limited, chai Alam làm cho nữ hoàng Alam Asamsi, mình có giới thiệu trong video rồi. Chai này là chai trong bộ Parfum de la Nuit, là Parfum de la Nuit số 2 đây này. Đó, chai này là mình thấy hay nhất trong bộ và sexy nhất. Đó. Ở trong đây là cái thôi giới thiệu mấy chai ngoài này trước đi ha. Cái chai ngoài này là bộ Limited luôn. Thì có chai Oceania này là 100ml nè. Chai này ra 2018, chai Bulington 1819. Thì mình đều có giới thiệu trên các video hết rồi ha. Chai này là chai Rocha Dove Haute Parfumerie 15, kỷ niệm 15 năm. Còn trong đây là một cái bộ rất là đặc biệt, bộ 3 chai trong dòng Estray, là cái dòng này đã không còn sản xuất nữa và nó rất là hiếm. Cái nắp này cũng không còn sản xuất nữa, cái kiểu chai mờ này cũng không còn sản xuất nữa. Thì cái bộ 3 chai này là mình có duy nhất ở đây. Và kể cả anh Trấn Thành là có đủ các cái chai Rocha thì mình cũng chưa thấy có 3 chai này. Đó là 3 chai Amber Estray, Vetiver Estray và chai Lily Estray. Cái chai này là nó bị dán lộn nhãn nha, cái chai này nè. Mình có nói rất là nhiều lần rồi. Rồi trong đây mấy bà là ba chai đỉnh cao của nhà Rocha Perfume đây. Là trong cái set màu trắng nó rất là đẹp nha. Đó, đây là chai Great Britain trong bộ Hautelot, là bộ mắc tiền nhất của nhà Rocha. Ở giữa là chai Hautelot, là chai mắc tiền nhất á. Đây, mình lấy ra cho các bạn coi nha. Đây,
Chai này là chai có vàng á, mình cũng có review rồi luôn. Đây, đó các bạn thấy chưa, nó đẹp không? Quá xuất sắc phải không các bạn? Bỏ vô lại nha. Rồi đây, và đây là chai Sweet Extraordinary, là chai mắt thứ nhì của nhà này. Ba chai này là ba chai mình thích nhất luôn. Và để trong cái set thì nó quá đẹp phải không các bạn? Đó, các bạn có thể nhìn lại một lần nữa cái bộ nước hoa của mình. Thật ra thì những chai này nó nằm ở các cái hộp riêng rẽ, những chai full box trong hộp riêng rẽ, nhưng mà mình lấy ra mình bỏ vào đây cho nó đẹp thôi. Các cái hộp của nó đây nè, các bạn có thể nhìn nè. Đó, mình chưng hết lên đây rồi, quá trời hộp luôn. Thì nó nhiều hộp và nó rất là choáng chỗ, cái hộp này nó rất là to nên mình không có bỏ hết trong đó được. Đó, mình đã lấy hết những cái chai mình bỏ ra đây nè. Đó, cái này là chai của H Black Tear nè, là chai hay nhất trong bộ Harrods. Đó, thì đây là các cái hộp của nó. Đó, đây là toàn bộ cái bộ sưu tập Roja của mình từ trước đến nay. Đó, rồi bây giờ mình sẽ đi qua phần review những chai mà mình thích nhất và những chai mình cảm thấy hay nhất trong bộ Roja Perfum ha. Và bây giờ mình sẽ review cho các bạn những chai Roja mà mình thích nhất theo thứ tự từ thấp đến cao nha. Chai đầu tiên mình muốn giới thiệu đến các bạn nằm ở vị trí thứ 10 là chai H The Exclusive Black Tear. Chai này là nằm trong bộ của Roja làm cho trung tâm thương mại Harrods nên nó có chữ H này. Mình hay nói đùa là đây là chai Roja làm riêng cho mình, bởi vì chữ H này cũng là trùng với là cái tên Huy luôn. Cái mùi hương chai H này là một mùi hương nó khá là đặc biệt. Lúc đầu mới vừa xịt ra thì mình sẽ cảm nhận rõ ở chai H này với một mùi hương của da lộn và một chút mùi xanh của patchouli. Thì mình thấy rất là rõ cái đó. Và một hồi sau thì các cái nốt khác nó hiện lên như là hoa hồng, hoa nhài. Thêm vào đó là cái một sự ngọt rất là nhẹ nhàng của raspberry làm cho mùi hương này nó rất là cân bằng và tạo cho mình cảm giác nó thoải mái. Tuy nhiên thì mùi hương này nó còn mạnh mẽ hơn nhờ cái nốt oud lúc nó ride down. Thì cái mùi hương này mình nghĩ là một mùi hương không hề nịnh mũi lắm cho các bạn mới sử dụng nước hoa. Nhưng mà nếu mà ai đã thích những cái combo hương của những mùi da lộn kiểu này rồi thì sẽ rất là thích ở cái chai H này. Và mình thường sử dụng nó vào những cái dịp như là hẹn hò hoặc là đi chơi vào những buổi cuối tuần, buổi chiều tối, vì cái độ bám tỏa của nó khá là tốt. Chai tiếp theo nằm ở vị trí thứ 9 là chai Amber Ashtray. Thì chai này như mình có giới thiệu rất là nhiều lần là một chai nó cực kỳ hiếm và đã không còn sản xuất nữa của Roja Perfum. Chai này nó đã được tái sinh với hình dạng là chai Amber Erotic trong bộ Erotic của Roja Perfum. Nhưng mà nó không còn cái hình dạng như thế này nữa. Và cái nắp kiểu mà trắng mờ như thế này cũng không còn. Cái kiểu chai kiểu mờ như thế này cũng không còn. Nên chai này là một chai cực kỳ hiếm trên toàn thế giới luôn. Và đây là một cái mùi hương nó khá là ngọt ngào và thu hút với các cái nốt hương chính là sô-cô-la đắng, amber và một phần nào đó là các nốt ngọt như là nốt vani hoặc là đậu tonka. Nhưng mà các cái nốt hương nó hòa quyện với nhau, nó rất là nhuần nhuyễn, tạo nên một cái mùi hương rất là phức tạp và êm dịu. Nó không hề bị ngọt gắt. Cái mùi sô-cô-la đắng cũng khá là chân thật. Theo mình nghĩ đây là một trong số những chai gourmand mà rất ngon, mà mình rất là thích của nhà này. Nằm ở vị trí thứ 8 mình muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là chai Roja Perfum Tiamo. Chai này cho nằm trong bộ tình yêu của Roja Perfum thì có ba chai Tiamo, Un Amor và chai Amor Mio. Thì hiện nay trong bộ ba chai này thì đã discontinue hai chai kia và chỉ còn sản xuất mỗi chai Tiamo thôi. Theo mình nghĩ là do chai Tiamo là chai bán chạy nhất và mùi hương cũng hay nhất, xuất sắc nhất nên là Roja muốn giữ lại. Và hiện nay thì cái hộp của chai Tiamo này cũng đã thay đổi rồi, chứ nó không còn như cái hòm màu đỏ như ngày xưa nữa. Chai này có một cái ngoại hình rất là bắt mắt với lại cái tông chủ đạo là màu đỏ, kể cả cái dui của nó cũng màu cam đậm, nó ngả vào màu đỏ luôn. Thì mình thấy nó rất là hợp với lại concept về tình yêu của nó. Những cái tình yêu màu đỏ rất là đẹp, cái nắp màu đỏ của nó cũng rất là tuyệt vời phải không các bạn? Thì mùi hương ở đây nó cũng ngọt ngào như tình yêu vậy. Nó cũng là gồm cái nốt sô-cô-la, nó làm rất là tuyệt vời cộng với lại các nốt hoa khác.
nó hoàn toàn khác với chai Amber Ashtray. Ở đây cũng là sô-cô-la, nhưng mà sô-cô-la của chai Tiamo mình cảm nhận rõ cái sự ngọt ngào hơn và êm dịu hơn, giống như là tình yêu vậy. Chai Tiamo này như đúng cái tên của nó thì mình nghĩ nó thích hợp nhất cho những đôi tình nhân khi hẹn hò nhau, cả nam và nữ đều có thể sử dụng được vì cái mùi hương ngọt và dễ dùng của nó thì sẽ thu hút đối phương một cách hoàn toàn. Hoặc là chai này mình nghĩ đi tặng cũng là một lời tỏ tình rất là đẹp và dễ thương. Tiamo, anh yêu em. Cái này mà tặng 14 tháng 2 hoặc là vào những ngày lễ quan trọng thì quá là tuyệt vời luôn, đúng không các bạn? Chai tiếp theo đứng ở vị trí số 7 lại là một chai nước hoa mang chủ điểm về gourmand nữa của nhà Roger Parfum, đó chính là chai Sweetie Oud. Chai này thì nằm trong bộ Tutti Frutti, là gồm có 3 chai Sweetie Oud, chai Fruity Oud và Candy Oud, và chai này là chai hay nhất trong bộ. Đây là một mùi hương đúng theo cái tên gọi của nó, Sweetie, là lúc đầu tiên mình cảm nhận được một cái mùi ngọt ngào tuyệt vời của cái nốt hương cardamom là bạch đậu khấu. Nó tạo cho mình một cái cảm tưởng như là ngửi một cái bánh croissant mới ra lò, rất là ngon nghẻ và ngọt ngào. Nhưng mà khoảng từ 1 đến 2 tiếng sau, mùi hương nó biến đổi một cách liên tục. Mình cảm giác nó như có đến 3-4 tầng hương. Và đến cuối cùng thì mình cảm nhận ở đây đó chính là nốt oud. Đó, giống đúng như trong cái tên gọi của nó, là hiện lên với một cái nốt hương mạnh mẽ hơn, cá tính hơn và biến chuyển một cách phức tạp hơn ở những cái nốt hương sau. Đó, mình thì không có quá thích cái nốt ngọt và ở lúc đầu là cho lắm. Nhưng mà khoảng 1-2 tiếng sau thì mình đã bị ngã gục hoàn toàn bởi chai Sweetie Oud này. Một cái mùi hương gourmand rất là tuyệt vời đến từ nhà Roger Parfum. Vì cái độ bám tỏa của nó rất là tốt, cũng như cái độ ngọt ngào như vậy thì cũng rất là phù hợp sử dụng để đi những cái buổi hẹn hò rất là romantic. Và những cái buổi chiều tối hoặc là những cái buổi lên ba bủng quẩy thì nó cũng quá là tuyệt luôn. Để mà gạ thì phải nói là không còn gì bằng với những chai gourmand của nhà Roger nữa, vừa sang mà vừa quyến rũ nữa. Ở vị trí thứ 6 thì chúng ta có một chai nước hoa chắc là các bạn sẽ gặp nhiều hơn và phổ biến hơn trong cộng đồng, đó chính là chai Roger Parfum Christian E. Đây là cái tên dùng cho thị trường Mỹ, còn thị trường thế giới thì chai này có cái tên là Enigma. Các bạn đã quá quen rồi đúng không? Mình cũng đã dành riêng một cái video để review tất cả các cái bản của chai Christian E hay là Enigma này. Và đây là một cái mùi hương thuộc dạng xuất sắc của nhà này và chai hay nhất theo mình đánh giá trong dòng Parfum Bon Homme. Có nốt chủ đạo là thuốc lá và rượu, toàn là những nốt mà nhắc đến là chúng ta đã thấy một cái sự phong trần lịch lãm và rất là đàn ông và ăn chơi nữa. Thì cái mùi hương này khi xịt lên da mình cũng thấy hoàn toàn như vậy. Mở đầu với lại cái nốt xá xị, một cái cảm giác xá xị, coca xá xị ở đây thì sẽ tạo cho em một cảm giác rất là độc đáo ở ban đầu. Nhưng sau đó khoảng 1-2 tiếng, cái mùi hương nó dịu lại, chúng ta sẽ thấy nổi rõ lên đó chính là mùi rượu và mùi thuốc lá. Một những cái mùi rất là thu hút và rất là đàn ông mà mình nghĩ không có cô gái nào có thể cưỡng lại nổi. Cái chai này thì mình hay dùng để đi bar và được rất là nhiều cái lời khen tặng từ những người xung quanh vì cái độ bám tỏa của nó cũng rất là tốt luôn. Và chai này thì mình đánh giá cao nhất là bản Parfum này vì nó còn bản Cologne hiện nay đang còn sản xuất nữa, còn bản EDB cũng khá là tốt nhưng mà hiện nay cũng rất là khó kiếm, nên đây là sự lựa chọn tốt nhất của Roger trong tầm giá dưới 500 đô ha. Đứng ở vị trí thứ 5 ở giữa bảng xếp hạng sẽ là chai Roger Parfum Diazulep. Chai Diazulep là chai nằm trong bộ Imperial gồm có 3 chai là Nuova, Britannia và Diazulep. Thì chai này là chai mình đánh giá cao nhất trong bộ Imperial, cũng như là một chai rất là hay để các bạn bắt đầu với lại nốt hương Sweet, là một nốt hương chủ đạo mà ông Roger Parfum rất là thích. Chai Diazulep này như mình có review, đây là một chai có mang một sự cổ điển và sang trọng một cách rất là tuyệt vời. Mình xịt vào thì cái nét cổ điển đó mà nếu mà bạn nào không quen sẽ thấy nó rất là già, rất là đứng tuổi.
Nhưng mà cái sự cổ điển đó sẽ trường tồn theo 5 tháng. Chai này được lấy ý tưởng từ chai gợt lăng Mitsuko, là một chai mà ông Roger Parfum rất là thích. Cái mùi hương Mitsuko cũng là cái mùi hương signature của ông Diazilev, nên là Roger Parfum mới lấy đó làm tên của chai Diazilev luôn. Và cái mùi hương này trên da mình bám tỏa nó cực kỳ tốt. Mình sẽ sử dụng chai này cho những bữa tiệc mà mang tính trang trọng, những bữa họp mà có mang tính quyết định đó. Trang trọng thì người ta sẽ thấy được một cái sự sang trọng, một cái sự cổ điển, một cái sự đàn ông hoặc là phụ nữ rất là chững chạc và đứng đắn ở chai Diazilev này. Đây là một trong những chai luôn nằm trong top những chai Roja hay nhất, vì cái mùi hương của nó hơi già, mang xu hướng cổ điển và hơi khó dùng bởi vì cái tông ship của nó. Thì mình nghĩ các bạn trước khi mua thì nên thử trước nha. Chai nằm ở vị trí thứ tư đối với mình, đó chính là chai Ship Extraordinary. Chai này là nằm trong bộ Hautelot, là bộ đắt tiền nhất của nhà Roger Parfum, có nắp màu tím như thế này. Chai này thì có nét tương đồng với lại chai Diazilev, nó cũng là mang một cái tông ship cổ điển chủ đạo, nhưng mà nó có phần ngọt ngào hơn một chút xíu do cái nốt đào trong đó mang lại, và nó mềm mại, nhẹ nhàng hơn một tí xíu, sẽ không bị sốc ở cái nốt ship như là chai Diazilev, nhưng mà nó vẫn mang hoàn toàn được cái đặc tính là cổ điển sang trọng và rất là chững chạc của cái nốt ship mang lại. Và ngoài ra nó còn, mình thấy nó còn sang trọng hơn một bậc một tí xíu so với lại chai Diazilev nữa, và dễ xài hơn do cái sự mềm mại và uyển chuyển hơn, nên mình đánh giá cái chai này cao hơn Diazilev một tí xíu thôi. Giống như là chai kia là 8.5 thì chai này sẽ là 8.75, dạng vậy đó. Và chai này sẽ dùng được nhiều dịp hơn Diazilev, vì chai Diazilev thì nó hơi bị đứng một tí xíu. Thì chai này mình nghĩ vào những buổi hẹn hò và những buổi chiều tối và đi những cái không gian sang trọng là mình đã sử dụng được rồi. Và chai mở đầu cho vị trí top 3 của Roger Parfum đối với mình, đây là chai Roger Parfum Parfum de la Nuit số 2. Chai này nằm trong bộ Parfum de la Nuit là gồm có 3 chai, số 1, số 2 và số 3. Thì chai này mình đánh giá là chai cao nhất trong 3 chai. Và cái mùi hương này là một cái mùi hương mà mình đánh giá là sexy, quyến rũ bậc nhất thế giới luôn. Trong bộ này thì ông Roger bỏ những cái nốt hương mà gọi là những nốt hương cấm vì cái độ quyến rũ đặc biệt của nó mang lại. Tại vì như ông mô tả thôi, chứ không phải là sự thật đâu. Nhưng mà như ông mô tả thì những cái mùi hương này khi mình xịt lên và đứng gần người khác giới thì họ khó có thể nào cưỡng lại bởi vì cái độ sexy tuyệt vời của nó. Cả 3 chai số 1, số 2, số 3. Và chai số 2 này có tông chủ đạo là rượu rum. Và mình thấy cái nốt rượu rum đó nó làm rất là đặc biệt, nó rất là vừa phải, cộng với lại một số các cái nốt ngọt khác như là đậu tonka, vani và một số các nốt animalic nhẹ như là castoreum, là túi xạ của con hải ly, và đâu đó là mùi musk ở đây, thì sẽ tạo nên cho mùi hương số 2 này một sự ngọt ngào quyến rũ chết người. Mình thì có xài chai số 2 này khá là nhiều lần, khi mà dùng để hẹn hò thì các bạn đều khen rất là nhiều một cái mùi hương vừa nam tính mà vừa quyến rũ, vừa sang trọng nữa. Thì mình nghĩ chai này để dùng cho những dịp hẹn hò đặc biệt, hoặc là ví dụ như một buổi cầu hôn nào đó, thì cái mùi hương này khó có thể chối từ. Á hậu của chúng ta trong dàn Roger Parfum ở đây, mình xin giới thiệu đến các bạn anh chàng Ray Britton. Đây là một chai nước hoa mang chủ điểm da thuộc mà mình thấy là một nốt da thuộc hay nhất. Với sự sang trọng đặc biệt từ cái nốt da thuộc, còn cộng thêm một cái sự cổ điển và sang trọng hơn nữa của cái nốt ship, thì cái sự kết hợp này nó rất là lạ và rất là thú vị, nhưng mà rất khó để làm cho cái sự kết hợp này trở nên hay và đặc biệt thú vị như vậy. Và ở chai Ray Britton này, nó đã làm một cách tuyệt hảo cái combo này để mình có được một mùi hương nó cực kỳ sang trọng, nó rất là mạnh mẽ và phần nào đó là cổ điển. Trước giờ thì da thuộc là không phải là một nốt mình quá thích và quá ưa chuộng, nhưng mà ở chai Ray Britton này thì mình không thể cưỡng lại nổi cái sự hấp dẫn, cái sự nam tính đặc biệt của nó.
Và cái mùi hương của nó tạo cho mình một cái sự mạnh mẽ và tự tin một cách tuyệt vời luôn. Chai Great Britain này cũng muốn mang đến một cái văn hóa của người Anh đi đến toàn thế giới. Và đây, đó là một chai đặc trưng cho những cái phẩm chất của con người Anh trong đó. Và mình cực kỳ thích chai Great Britain này, rất là mạnh mẽ. Đây là chai mình nghĩ là nam tính mạnh mẽ nhất trong dàn Rocha ở đây luôn. Vì cái mùi hương nó quá là mạnh mẽ như vậy và bám tỏa rất là tốt, nên mình không thể sử dụng vào những ban ngày được. Và những nơi đông người thì nó sẽ gây khá là khó chịu. Nhưng mà nó sẽ rất tốt đối với những buổi chiều tối nào mà trời càng lạnh thì chai này càng phát huy tác dụng rất là cao. Và giờ phút quan trọng nhất của ngày hôm nay đã đến, đó chính là trao giải cho quán quân của dàn Rocha Perfume cũng như là hoa hậu của dàn Rocha Perfume hôm nay, đó chính là chai Rocha Perfume House Lust. Chai này là một chai mắc tiền nhất và đặc biệt nhất của nhà Rocha, như các bạn đã thấy. Đó là chai này là có chứa vàng ở trong đó, vàng thiệt ở trong đó nha, vàng miếng. Khi mình xịt ra thì vàng nó sẽ đậm trên tay mình. Đây nè. Đó, mình xịt ra các bạn có thể thấy vàng trên tay mình đúng không? Chai này một chai rất là đặc biệt, là một chai signature scent của Rocha Dove, là ông chủ của nhà Rocha Perfume này. Ông bỏ tất cả những gì tinh túy nhất, những gì mà ông thích nhất vào trong cái chai Rocha này. Đó là nốt ship, là rêu sồi, những cái nốt hương thượng hạng và những cái nốt hoa nó thêu dệt lên trên cái nền ship đó, tạo nên cái sự mềm mại của nó và cái sự cứng rắn, sự mạnh mẽ của nó đến từ những cái nốt animalic, nốt da thuộc, nốt thuốc lá, nốt gỗ, nốt trầm hương vân vân. Nó đều thể hiện một cách xuất sắc và nó là đều làm tròn những cái tác dụng của những nốt hương trong cái chai Rocha House Lust này. Bởi vậy, mình khi sau khi mà mình đã thử chai Rocha House Lust thì mình nghĩ là mình chắc chắn phải có được nó, mặc dù giá nó rất là cao, giá nó là chai mắc nhất của nhà này, giá retail lên đến gần 80 triệu. Nhưng mà cái mùi hương của nó là một mùi hương sang trọng bậc nhất, quyến rũ, khó cưỡng và kiểu xịt ra thì mình sẽ thấy trên da mình có một lớp vàng nó đậm lại, nó bling bling. Cái kiểu đúng theo tinh thần là nó rất là sang trọng và nó lấp lánh á. Là lấp lánh luôn nè, đúng theo kiểu ông Rocha luôn. Rocha rất là thích cái gì mà nó lấp lánh, có vàng trong này. Cái nắp của nó là nắp màu tím. Đó, các bạn có thể thấy chai này đặc biệt hơn mấy chai khác. Đó chính là trên cái nhãn của chai không hề ghi cái tên của chai mà chỉ ghi cái chữ ký của ổng thôi. Như là một chai signature scent của ông Rocha Perfume ha. Cái mùi này vì nó có một sự sang trọng quá đặc biệt như vậy, vừa mềm mại mà vừa có sự mạnh mẽ, nên là mình nghĩ chỉ dùng cho những dịp mà đặc biệt nhất của mình thì mình mới sử dụng được chai này. Hoặc là chai này mình có thể sử dụng để xịt, để đi chơi những cái chỗ mà cần có sự thu hút. Ví dụ như là đi lên bar chẳng hạn, hoặc là đi hẹn hò thì chai này cũng, mình nghĩ những cái chỗ trang trọng thì nó cũng rất là ok đó. Nhưng mà hạn chế xịt vào ban ngày nha, bởi vì mùi hương nó cũng rất là mạnh, nó bám tỏa rất là tốt, nên có thể là gây một cái sự hơi khó chịu cho người xung quanh. Thì bất kể cái chai này cũng vậy thôi, có sự bám tỏa tốt thì mình hạn chế xịt vào ban ngày đó. Nhưng mà cơ bản lại, tự chung lại thì đây là cái mùi hương tuyệt vời nhất của nhà Rocha Perfume. Nó hòa quyện được tất cả những cái tinh túy của ông đã dồn vào trong cái mùi hương này. Đó, thì mình có thể cảm nhận được là ông đang giống như là mình cảm nhận được cái gu của nhà Rocha là thông qua hết ở cái chai Rocha Perfume này. Ông rất là khôn ngoan khi sử dụng cái nốt ship để làm chủ đạo cho hầu hết những cái chai mà mắc tiền và cao cấp của nhà này. Bởi vì khi mà sử dụng cái tông ship đó, mình sẽ cảm nhận được một cái sự sang trọng đặc biệt, một cái sự hoài cổ, cổ điển trong cái mùi hương đó. Và như các bạn đã biết rồi thì tất cả những gì mà thuộc về cổ điển, gọi là trường tồn theo năm tháng, thì nó sẽ không bao giờ bị lỗi thời cả. Kể cả hôm nay hoặc là 10 năm sau, 20 năm sau, 50 năm sau, 100 năm sau, thì mình vẫn thấy mùi hương này nó tuyệt vời như là ngày đầu mình sử dụng vậy. Nó vẫn không bị lỗi thời. Thì cái chai này là một cái chai mình nghĩ nếu để được lựa chọn một chai mà sử dụng từ đây đến cuối đời thì đây sẽ là chai mình lựa chọn đó. Còn các bạn thì sao? Các bạn có cái xếp hạng nào khác hay là có cái thích cái chai nước hoa của nhà Rocha Perfume nào khác trong số những chai này thì các bạn hoàn toàn có thể chia sẻ và bình luận cho mình biết nha.
hoặc là thấy có ý kiến nào mà chưa đồng ý với mình thì các bạn cũng hãy tranh luận cùng với mình. Đến đây là đã kết thúc cái video giới thiệu về bộ sưu tập Roja Perfume của mình, cũng như là xếp hạng lại tất cả các cái chai Roja từ trước đến giờ mình đã ngửi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình trong suốt tất cả các thời gian qua. Tất cả các chai nước hoa Roja Perfume này của mình thì đều hiện tại đang có mặt tại nhà mình, thì các bạn hoàn toàn có thể hẹn mình trước và qua thử để biết được cái sự tuyệt vời của nhà nước hoa đắt đỏ bậc nhất thế giới này nó như thế nào nha. Cảm ơn các bạn, tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những review lần sau. Nhớ like và subscribe cho channel của mình nha. Và nếu thấy nó hay nữa thì hãy share cho mình.